Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo tràng của chúng con đã tăng em thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh quý thầy quan long pháp tòa để ban bố cho chúng con một lời pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật như quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân dịp đầu xuân về, tại Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh, đầu xuân Canh Tý, quý thầy có ít lời chúc mừng quý vị năm mới. Thường thường Tết Việt Nam mình gọi là Tết gì? Tết Nguyên Đán phải không? Đầu xuân. Thì quý thầy muốn thường thường đến nơi thiền viện quý vị hay là chùa, quý vị muốn nhận cái lọc đầu xuân. Chúng ta thấy lọc là ở chùa quý thầy thường hay phát là lọc gì? Bao lì xì, trái cây, có chỗ thì có những vật khác. Nhưng mà đối với quý thầy ở nơi chùa thì cái lọc đầu xuân quý giá nhất là cái lời dạy ôn lại lì xì, gọi là cái tài sản của bậc thánh ở nơi Phật Bồ Tát. Khi xưa Đức Phật ngài nói những cái bài pháp mà để cho chúng ta nghe một câu kinh, một bài kệ, một câu, một chữ hay là một cử chỉ. Quý vị đến thiền viện hay là tất cả các thiền viện của Hòa Thượng thường thì có hình ảnh Đức Phật ngài cầm hoa sen đưa lên. Quý vị đến nơi thiền viện ở đây, quý vị có nhận hoa sen chưa? Nhận cái lọc đầu năm chưa? Cái hoa sen là tượng trưng cho gì? Thứ nhất là hoa sen là tượng trưng cho gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Gần cái cảnh đời ô trược, đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy những hôi hám của bùn nhơ. Mà cái hoa sen từ ở dưới bùn, nó hút, nó tinh liền cái chất, nó làm cái chất bổ dưỡng để nó nuôi cành, lá, hoa. Rồi từ khi mà cái hoa sen á, từ lúc mà nó
nhú ra cho tới lúc mà nó nở, nó tàn đi đó, là sao? Nó có đầy đủ nhân quả trong đó. Cái hoa nó vừa lên khỏi mặt nước thôi, nó còn búp thôi. Nhưng mà quý vị thử lật ra, nó vừa có cánh, nó vừa có gương và nó vừa có hạt trong đó luôn. Nó đầy đủ trong đó. Thì tượng trưng cho sự tu tập của mình, Đức Phật đưa lên cành hoa sen. Bây giờ nói quý thầy muốn tặng cho quý vị cái lọc đầu xuân, đó là cái cành hoa sen. Cái cành hoa sen để quý vị làm gì? Để hàng ngày chúng ta đối duyên xúc cảnh đối với mọi tầng lớp, mọi cái ở bên ngoài, chúng ta sống ở đâu, chúng ta thích nghi ở nơi đó và hút những cái dưỡng chất như cái hoa sen. Nó tuy là ở dưới bùn nhưng mà nó vẫn sao? Nó vẫn ngôi lên, nó vẫn vươn mình lên. Chúng ta sống ở sinh ra thì mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh có khác nhau, nhưng mà vẫn chung một cái gì? Vẫn chung một cái niềm vui. Là sao? Là chúng ta được cái thân người. Khi được cái thân người, chúng ta phải sống như thế nào để cho nó lợi ích. Nó giống như là hoa sen ở dưới bùn mà vẫn vươn lên. Cho nên mỗi người đều có một cái tánh giác, cái tánh chân thật, cái tánh sáng suốt. Mà Đức Phật Ngài sanh ra nơi đời, Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, rồi tự tìm thầy học đạo, rồi sau này Ngài tự Ngài ngồi nơi gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm, phải kiên quyết, phải mạnh dạn, nỗ lực tu tập mới đạt được kết quả như vậy. Mà không phải đạt được kết quả là trong vòng thời gian ngắn tu cái nó được liền, mà là huân tập nhiều cái thời gian. Mà muốn được vậy, quý vị thấy một bông hoa hay là một cái sản phẩm gì mình làm ra là do mới ban đầu là sao? Do cái ý tưởng mình hướng về, muốn làm được cái đó. Thì khi mình ý tưởng mình xong rồi thì sao nữa? Kế tiếp mình phải kiên trì, bền chí, thực tập liên tục, không có gián đoạn, không có bỏ một bữa nắng, hai ba bữa mưa, hay là một bữa trời, hai ba bữa sụt, vân vân. Thì như vậy thì nó không có đạt được kết quả. Chúng ta đầu xuân, quý thầy tặng cho quý vị một cành hoa sen để làm cái lọc đầu năm. Hoa sen là tượng trưng cho sự tỉnh giác, chánh niệm, không có bị ô nhiễm. Quý vị thấy cái hạnh của lá sen, quý vị thấy những cái giọt nước mưa hay là nước dơ như thế nào đi chăng nữa, nó rơi, nó rớt xuống cái lá sen thì sao? Nó sẽ trôi đi, nó không có bám là chút nào. Bây giờ chúng ta gần cái chỗ ô nhiễm, cái gọi là cõi ta bà, mình gọi là ta bà khổ mà, gọi là lục đạo luân hồi sống chung với nhau. Nhiều khi mình á thì mình thấy nước là nước, nhưng mà ngạo quỷ thấy nước đó là lửa, nó là ấy, vân vân. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy, được cái thân người, chúng ta phải biết quý trọng, gìn giữ bảo hộ thân mình, ăn mặc ở cho nó khéo điều độ. Khi cái thân mình nó được khỏe, chúng ta được khỏe, không bệnh là chúng ta mừng rồi. Còn thân bệnh mà bệnh ít là chúng ta vui rồi. Vì sao? Vì có nhiều người ta bệnh, ta không có điều kiện như mình. Rồi có, mình nhìn lên mình thấy những cái người khác, người ta tuy là cũng bệnh như mình, nhưng mà ta vẫn làm điều thiện, vẫn tu tập, vẫn làm tất cả những điều lành. Thì chúng ta nhìn như vậy thì sao? Chúng ta cố gắng nỗ lực. Chúng ta có cái hoa sen, có cái tánh giác, có cái sự, có cái trí tuệ trong lòng mình, nhìn vào trong đó để chúng ta đón nhận và tiếp thu, chuyển hóa. Đó là cái lọc đầu xuân quý thầy muốn chia sẻ với quý Phật tử. Và quý thầy xin đọc một cái bài mà ở đây chắc đa số quý vị đều thuộc, của một thiền sư đời Lý, đó là thiền sư Mãn Giác. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến
trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Quý vị thấy xuân đến, xuân đi, đến thì hoa cười, đi thì hoa rụng. Trước mắt việc đi mãi, nghĩa là trước mắt mình, mọi cái sự thay đổi, mọi cái sự từ ở trong tâm của mình, những cái suy nghĩ của mình nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn nó chảy, nó trôi qua. Rồi mọi việc của mình cũng vậy, mình đã làm hết việc này tới việc kia, nó cứ trôi qua, trôi qua. Nếu mà chúng ta tranh thủ cái thời gian mà chúng ta cứ làm từ sáng cho tới chiều, công việc nó cứ còn mãi, còn hoài, chúng ta cứ làm hết chuyện này sẽ có chuyện khác, hết chuyện khác sẽ tới chuyện khác, nó cứ qua hoài, qua mãi như vậy. Chợt một hôm chúng ta soi gương, chúng ta nhìn sao? Trên đầu nó có tóc bạc, điểm bạc. Điểm bạc là tượng trưng cho gì? Sự già nua, sự vô thường, sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự già nua, sự vô thường, sự thay đổi đó để chi? Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, nghĩa là chớ bảo cái tàn, cái già, cái suy vậy là cái vô thường, để chúng ta khổ, chúng ta bi lụy, chúng ta khổ đau. Mà chúng ta thấy như vậy để chi? Để chúng ta bớt đi những cái rụng, cái tàn, cái nở, vui buồn ở thế gian bên ngoài. Chúng ta ham đua về ngũ dục, mừng giận thương sợ yêu ghét tham sân si, chúng ta tới ngày cứ nghĩ trong lòng mình chất chứa những cái đó. Bây giờ chúng ta phải cho nó rụng đi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Như là những cái đó, những cái tham sân si của mình á, mình cho nó rụng, mà nó đã rụng hết những cái đó rồi á, quý vị không có nghĩ là không còn cái gì đâu, mà là còn một cái. Đêm qua sân trước một cành mai. Quý vị thấy ở đây có quý Phật tử trong một đêm qua, bữa sau là cho mai mọc đầy hết. Mai với đào mọc đầy hết. Quý vị thấy cành đào ở đây không? Mới đầu ghim mấy chú cắt về đây á, chưa có bông á, thì mấy cô mỗi người một tay cho hoa, muốn cho hoa chỗ nào thì cho nó mọc ngay chỗ đó. Rồi sau á vài ngày á, thì nụ nó bắt đầu lớn từ từ lên, nó hấp thu nước rồi nó cái thời tiết ấm lên, cái bắt đầu nó trổ những cái hoa. Bữa nay quý vị thấy không, đầy không? Nhưng mà hoa nở rồi hoa sẽ tàn. Đêm qua sân trước một cành mai, nghĩa là vui buồn giận ghét tham sân si phiền não trong lòng của mình nó rụng đi hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái gì? Cái thấy, cái nghe, cái biết, ngửi nếm xúc biết, nó vẫn còn hiện hữu ngay nơi mình. Cái đó lúc nào mình cũng có hết. Đói mình biết không? Đói biết đói không? Nghe mình biết nghe không? Lạnh mình biết lạnh không? Nóng mình biết nóng không? Mình nhìn vào nơi, vào chánh điện nơi đây, mình nhìn thấy hoa quả bánh trái với thầy chưng rất là nhiều, rồi đỏ xanh vàng này kia đó, mình nhìn biết có mùa xuân không? Mình nhìn vào khỏi cần nói hôm nay là Tết rồi xuân hết, nhìn vào là thấy biết rõ rằng liền cái thấy nghe hay biết sẵn có ngay nơi mình. Mà thấy nghe hay biết sẵn có ngay nơi mình, nếu mà mình chỉ thấy nghe hay biết thôi á, không á, thì lúc đó mình có mừng, có vui, có buồn, có lo lắng, có như thế này không kia không? Không. Nhiều khi mình chỉ nhìn thấy vậy thôi, ngưng vậy thôi, thì mình nhìn, mình biết hoa vậy là được rồi. Không có khởi lên cái niệm thứ hai là đẹp xấu hơn thua. Nhưng mà cái biết, nhìn biết liền, nhìn biết là nam, nhìn biết là nữ, biết vậy là thôi, dừng vậy. Thì ngay nơi đó cái tánh biết của mình nó có thay đổi không? Nó có xa vời cách xa mình không? Lúc nào nó cũng sẵn có bên mình. Nhiều vị thấy quý thầy hay là quý vị tu mà thấy nét mặt tự nhiên, không có cười vui, cũng không có buồn, sao nó ủa sao thầy bệnh hả, thầy buồn hả?
không phải bệnh, không phải buồn, mà sao ta sống một cách nó tự do, gọi là bình thường, thấy cảnh vật thấy rõ, biết rõ, sống tâm an ổn bình thường. Cái tâm mình sẵn có, cái tâm đó từ lúc mình sanh ra, lúc đó tâm mình hồn nhiên, đói thì khóc đòi ăn, no thì vui cười, đồ đạc ấm thì vui vẻ, vậy thôi. Rồi khi lớn lên và lớn lên rồi bắt đầu thấy người này như thế này, thấy người kia như thế kia, bắt đầu bắt chước rồi đòi, muốn cái này muốn cái kia, cái cho thì vui, không cho thì buồn. Lúc đó bắt đầu thích bắt giống người này, phải giống người kia, mà không giống thì sao, vui buồn nó chen vào. Rồi sao nữa, khi gặp được Phật pháp quý thầy chỉ dạy, hay là đọc một câu kinh, một bài kệ của Phật, cái Phật nói phải như là hoa sen, phải như là hòn núi vững chắc, đừng có như bị tám cái ngọn gió lời si quỷ dự sưng cơ khổ lạc nó thổi để mà mình lay động. Thì tự nhiên mình nhìn vậy thì sao, nhớ tới lời Phật dạy, nhớ tới một câu kinh, một bài kệ, nhìn một cánh mùa xuân, quý vị mùa xuân đi đâu cũng nhìn thấy hoa hết. Khi mà mình nhìn thấy hoa thì mình phải ở ngay nơi miệng mình phải nở cái nụ hoa tươi cười, người ta cười tươi như hoa đó, mình phải tươi, nước mặt mình tươi, chứ không phải là cười thì to, mà mình phải tươi như hoa. Rồi thấy hoa tàn, mình cũng không có tàn như hoa. Tại sao? Hoa nở hoa tàn là cái việc vô thường, cái việc tự nhiên. Mình thấy hoa tàn mình cũng mỉm miệng cười. Mình biết Phật nói sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy pháp vô thường sanh diệt. Quý vị sống một ngày mình thấy cái sự thay đổi của hoa ở nhà mình trưng, hay là mình ra đường mình thấy một chiếc lá rơi, hay là mình thấy con đường hôm qua mình thấy nhiều rác nhưng mà hôm nay sao thấy rất sạch sẽ, thì mình thấy vậy tự nhiên cái trong lòng mình cũng nở một nụ hoa. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân, quý thầy muốn lì xì cho quý Phật tử một cái bài pháp ngắn đầu tiên đầu năm, mong rằng quý vị sang năm Canh Tý trong lòng của quý vị lúc nào cũng nở một cũng có một cái hoa sen sẵn ở trong lòng của mình. Mọi việc đến, việc đi, mọi việc buồn, vui, khổ, vân vân, chúng ta hãy cho nó trôi qua như một giọt nước nhỏ trên lá sen. Một lần nữa, quý thầy sang năm Canh Tý, chúc quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc sang năm mới thân khỏe, tâm an vui, và lúc nào cũng siêng năng, tinh tấn, tu, học và làm tất cả mọi việc lợi ích cho bản thân và lợi ích cho mọi người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng với quý thầy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ